bây giờ không thể ngồi yên được đúng không nào? Và xin được mời Ninh Dương Combo chúng ta sẽ cùng lên sân khấu. Có vẻ mọi người nóng lòng lắm rồi, vậy thì chúng ta hãy gửi một vài lời chào đến với tất cả quý vị, đến với tất cả các thành viên trong công ty trước được không ạ? Xin chào tất cả các bạn, mình là Ninh Anh Bùi, còn bên cạnh mình là Nguyễn Tùng Dương, còn bên dưới chúng ta là Ninh Dương Story. Story. Wow! Story Ninh Dương. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và tiếp theo, Ninh và Dương có thấy nóng không? Cũng khá là nóng đấy ạ. Lúc nãy nếu như mà các bạn nhìn thấy thì Ninh và Dương mồ hôi nhễ nhại. Không phải mồ hôi vì thời tiết Hà Nội nóng đâu, mà mồ hôi nóng là bởi vì sao ạ? Bởi vì lửa và nhiệt huyết của tất cả các bạn đã có mặt ở đây đấy. Không có nóng nhất. Rồi, cũng được biết là cũng đã rất lâu rồi mà các bạn không có những buổi offline như thế này. Vậy thì không biết rằng là cảm xúc bây giờ của hai bạn như thế nào, mình chia sẻ một chút đối với tất cả các thành viên trong công ty đang có mặt ở đây cũng như là các vị khách mời nữa. Trước tiên là cho mình cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt ở đây với Ninh Dương Story ngày hôm nay ạ. Và mình cũng xin cảm ơn nhãn hàng Yamaha đã cho bọn em một cơ hội rất là may mắn này để có thể tương tác với lại các bạn nhân viên. Thì cũng khá khá lâu rồi thì công ty không họp đúng không? Thì như những buổi ban đầu thế ạ, thì khi mà từ sáng ngày hôm qua là đã ngủ chập chờn rồi ạ. Xong rồi đến sáng nay là rất là hồi hộp và háo hức đến để gặp mọi người. Nhưng mà đến đây thì quá là nhiệt và quá là vui. Dạ, cảm ơn mọi người rất nhiều. Thế là tự dưng là được Yamamoto Việt Nam tạo cơ hội để họp công ty đúng không ạ? Vậy thì chúng ta, công ty Ninh Dương Story đã đi qua chặng hành trình 10 năm. Chúng ta mới có một cái buổi kỷ niệm 10 năm thành lập á. Vậy thì những cái chặng đường giai đoạn tiếp theo thì định hướng của công ty có gì thay đổi, bứt phá không? Mình chia sẻ luôn với các nhân viên đang có mặt ở đây. Thì bước sang cái chặng đường 10 năm này ấy, thì chắc chắn là công ty sẽ phải họp nhiều hơn nhá. Ok nhá, đã thông qua rồi nhá mọi người nhá, được họp nhiều hơn rồi đấy. Được họp nhiều hơn và cũng rất là mong muốn có những cái cơ hội như thế này, được đồng hành cùng nhãn hàng Yamaha để có thể gặp các bạn và tương tác với các bạn rất là gần như thế này. Rồi, như vậy là chính thức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc cũng đã thông qua điều này rồi, nên các nhân viên của chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm nhá. Và được biết được rằng là trong thời gian gần đây thì hai bạn cũng có sự đồng hành cùng với hai dòng sản phẩm đang xuất hiện tại đây, đó chính là Grande và Yamaha Janus. Vậy thì điều đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng ba từ khi mà nói về dòng sản phẩm mình đã chụp hình và trải nghiệm với Ninh, với dòng Grande, thì có ba từ để bạn đưa ra ấn tượng đầu tiên, đó chính là ấn tượng đầu tiên về dòng Yamaha Grande này là thanh lịch, tinh tế và cốp siêu to khổng lồ luôn. Wow. Câu chốt là rất nhiều chị em có mặt ở đây thích này. Rồi, vậy thì còn với Dương thì sao? Với dòng Genus thì bạn cảm thấy thế nào? Với dòng Genus thì mình cảm thấy là ba cái từ sẽ là năng động, trẻ trung và rất là trendy. Năng động, trẻ trung, trendy. Rồi, cảm ơn hai bạn đã chia sẻ vừa rồi. Và thực ra khi mà được biết rằng là các bạn có lựa chọn cho mình những dòng sản phẩm để trải nghiệm thì cũng hơi bất ngờ. Và quý vị biết thì rằng là chú Ninh thì là một người thường là sẽ cầm trịch trong tất cả các buổi livestream và chia sẻ, là một người rất năng động đúng không ạ? Nhưng mà lại lựa chọn dòng Grande, là một dòng mà được đánh giá là một trong những dòng rất là sang trọng, có một cái sự điềm tĩnh nhất định. Vậy thì tại sao bạn lại lựa chọn trải nghiệm dòng sản phẩm này? Có lẽ là vì thích dòng sản phẩm này, mà đôi khi những cái sự thích nó xuất phát từ trái tim thì mình cũng không biết giải thích là sao. Tại vì cái gu của mình nó lại cứ nhẹ nhàng, tinh tế,
nó lại không giống như cái tính cách của mình sôi động, mình thích tinh tế hơn như ai đó ở đây ha. Thế là mình quyết định chọn dòng xe này. Rồi, vậy thì chắc rằng là đối với Dương, phải chăng là mình lựa chọn dòng sản phẩm Genus rất là sôi động này, rất là cá tính, phải chăng cũng là gu? Một phần là cũng là gu đấy, nhưng mà có một cái nữa là mọi người có thể thấy là mình bên ngoài có thể là hơi ít nói, điềm tĩnh hơn một xíu, nhưng mà cũng hơi gọi là nghịch ngầm, cho nên là cũng muốn là lựa chọn một cái người bạn đồng hành để thể hiện được cái cá tính đấy của mình. Cũng có năng động nha, cũng có trẻ trung nha, tôi cũng là Gen Z nha. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và ở trong quá trình mà chúng ta chụp hình này và trải nghiệm về những dòng sản phẩm đang có mặt ở đây, Yamaha Grande và Yamaha Genus, thì cái cảm nhận của các bạn về hai dòng sản phẩm đấy như thế nào? Và có lẽ là lần này thì lần trước mọi khi là mình hay mời Ninh trước, bây giờ mình mời Dương trước ha. Về cái trải nghiệm, thực ra là bọn mình cũng đã có một cái buổi photoshoot và trải nghiệm hai cái dòng sản phẩm này rồi. Thì mọi người có nhớ cái hình ảnh hai con chim cánh cụt không ạ? Thì bọn mình cũng đã có cơ hội được trải nghiệm và đi một vòng Hồ Tây 22 km đây ạ. Cũng vi vu một vòng Hồ Tây. Và bọn mình cảm thấy là hai cái dòng xe này là một cái trải nghiệm của nó rất là tốt ở trong, đặc biệt là đi trong thành phố rất là nhẹ đó. Vậy thì còn với Ninh thì sao? Có điều gì khác so với Dương vừa chia sẻ không? Dòng xe này thì mình thấy có rất nhiều ưu điểm, nhưng mà hôm đấy mình lại tập trung về Dương nhiều quá. Mải ngắm cảnh và mải tại vì xe đi quá là êm nên là mình cứ gọi là phiêu theo cái cảm xúc thôi, nên là câu trả lời hơi lạc đề nha. Thế à, lạc đề à? Ôi, lạc đề nha. Chết. Thính everywhere. Rồi, vậy thì trước khi mà chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngày hôm nay, thì có điều gì mà hai bạn muốn nhắn nhủ và chia sẻ đến với tất cả các vị khách quý cũng như là đối với tất cả các thành viên trong công ty ạ? Có một cái điều mình muốn chia sẻ, đấy là về cái việc là trải nghiệm cái dòng xe này, thì các bạn phải trải nghiệm nó thì các bạn mới có thể là biết được nó như thế nào, nó nhẹ như thế nào, nó cốp to như thế nào, đúng không? Nó tiết kiệm xăng như thế nào. Thì hiện tại ở sự kiện của Yamaha đang có chương trình thử nghiệm xe 7 ngày và kéo dài đến hết tháng 6, cho nên là có rất là nhiều cơ hội để mọi người có thể đến và trải nghiệm. Ngoài ra thì khi mà mọi người tới đây trải nghiệm hai dòng xe này thì mọi người còn nhận được quà nữa, đúng không? Đó. Hay quá, trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một trải nghiệm. Rồi, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi. Và còn một điều gì nữa, muốn gửi gắm, nhắn nhủ gì nữa không ạ? Chắc là mình dành cho nhắn nhủ à. Mình các nhân viên của Ninh Dương Story ơi. Mọi người hãy enjoy cái sự kiện ngày hôm nay. Và hãy sau đó thì hãy đi về an toàn nha. Đi về an toàn này. Đi về an toàn. Những ai mà chưa có mũ thì Yamaha có mũ ở đây cho mọi người. Và thứ hai là an toàn giao thông là trên hết. Đúng rồi ạ. Nha mọi người. Và mọi người ơi, hãy nhặt rác dưới chân nha. Cảm ơn rất là nhiều. Không có vui nhất. Không có vui nhất. Không có yêu nhất. Ok, cảm ơn mọi người. Cảm ơn tinh thần và cảm xúc mà các bạn đã lan tỏa tại sự kiện này. Ninja Story. Rồi, bây giờ là khoảnh khắc mà chúng ta sẽ được giao lưu nhiều hơn này. Mình sẽ được giao lưu nhiều hơn. Ngày hôm nay đến đây chúng ta sẽ có cả các thử thách nữa. Và đặc biệt là sẽ có thử thách trải nghiệm cùng với các thành viên trong công ty. Tuy nhiên mà trước khi mà chúng ta cùng trải nghiệm và chúng ta sẽ cùng chơi mini game cùng với các thành viên trong công ty, thì sẽ có những thử thách dành cho hai bạn. Và người chấm điểm ban giám khảo ở đây là các vị khách mời và cũng là các thành viên trong công ty luôn. Ngày hôm nay mình sẽ chấm điểm nha, chấm điểm chủ tịch và tổng giám đốc. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có một mini game tên là Hiểu Ý Đồng Đội. Xin mời hai bạn, chúng ta sẽ lại gần hơn với hai sản phẩm. Trong kịch bản là bọn mình không hề biết đáp án trước, nên là sẽ chân thực nha.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một mini game có tên là test độ hiểu nhau. Và nhân viên ơi, mình đánh giá là độ hiểu nhau của chủ tịch và tổng giám đốc bao nhiêu phần trăm? Rồi áp lực lớn nha, 100% luôn đấy. Tuy nhiên cũng còn phải để xem đã. Và bây giờ thì xin được mời Ninh sẽ đứng ở vị trí khu vực bên này cùng với chiếc Grande. Và xin được mời Dương, mình sẽ đứng ở vị trí bên này. Rồi mình cầm hai cái biển A và B là mình biết là mình sẽ phải làm gì đúng không nào. Và ngay bây giờ rất đơn giản, Minh Thu sẽ đưa ra, chúng ta sẽ có tổng cộng là 7 câu hỏi thử thách. Và các bạn sẽ chọn đáp án A hay B. Đáp án đưa ra trước, mình sẽ chọn A, và đáp án đưa ra sau, chọn B. Thôi đoạn này để cho công bằng, em đứng ở giữa. Công bằng chưa? Không nhìn sang, không nhìn sang, không nhìn sang. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ thử xem về khẩu vị trước nha. Đáp án đưa ra trước sẽ chọn A, đưa ra sau chọn B. Đầu tiên, 3 giây thôi nhá, không lâu hơn 3 giây. Phở hay bánh mì? Phở hay bánh mì? Phở có hành không? Có hành. Bình thường có ăn kèm trứng trần hay quẩy không? Full topping. Rồi, nhân viên ghi chú về đáp án nhá, để chúng ta xem test xem có được đúng 7 câu hay không. Thứ hai, xem phim hay đi dạo? Nhanh 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 nhanh, xem phim hay đi dạo? Có nhìn nhau không ạ? Rồi nha, câu sau sẽ khó hơn, không quay sang nhìn nhau. Và nếu như mà mình lựa chọn xem phim thì mình sẽ hay lựa chọn các thể loại phim gì? Kinh dị. Sở thích cũng khá là ấn tượng ha. Rồi tiếp theo hai câu rồi trùng nhau, câu thứ ba nha. Grande xám hay Grande xanh dương? 3, Grande xám hay Grande xanh dương? 3, 2, 1. 3, 2. No, no, giữ nguyên ạ. Rồi, kết quả cuối cùng ghi nhận. Chúng ta có sự bất đồng nội bộ rồi đấy. Bên này xám, bên này xanh dương. Trời ơi, đáng nhẽ ra mình phải chọn đáp án xanh dương chứ. Xanh dương này. Thì nhà có hai xe đổ cho nhau không sao cả. Rồi, như vậy là chúng ta bị một câu lệch rồi nha. Nhưng mà cũng thấy được là họ cũng có chủ ý với nhau cả. Cũng rất nhất quán đấy. Tiếp theo nha. Tiết kiệm xăng hay cốp rộng? Tiết kiệm xăng hay cốp rộng, A hay B? Tiết kiệm xăng, không nhắc, không nhắc, trời ơi. Hay quá, với sự nhắc bài của các nhân viên, chúng ta một lần nữa đưa lệch đáp án nhau. Rồi lúc nãy mình có thích là bởi vì cốp rộng, nhưng bây giờ mình lại thích thêm cả tiết kiệm xăng nữa. Thật sự đúng là cái gì cũng muốn. Vừa mới muốn cả xám, muốn cả xanh dương, giờ muốn cả tiết kiệm xăng và cả cốp rộng. Tại vì Yamaha Grande rất là tiết kiệm xăng theo như mình tìm hiểu. Như vậy là từ đầu đến giờ mình mới có mấy câu trả lời đúng ạ? Mấy câu sai ạ? Áp lực ghê. Tiếp tục. Câu này hay này. Ninh và Dương chú ý. Kinh tế vĩ mô hay xác suất thống kê? Nhanh 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 nhanh. No no. Sao tự dưng mình lại đổi? Bị mỏi tay thì nên là giơ lên một chút ạ. Rồi vậy tại sao mình lại lựa chọn đáp án này? Môn tủ ạ. Môn còn lại không phải môn tủ. Nếu mà kể mà có tiếng Anh nữa nhở, IELTS 9.8 nhở, thì chắc là cũng chọn. Rồi tiếp theo, như vậy là chúng ta vẫn đã tăng lên một câu chính xác rồi nha. Tiếp theo, mình sẽ đến phần lựa chọn này. Janus hay Grande? Janus hay Grande? Rồi, phía bên này chọn Janus thì không có gì để chúng ta bàn luận thêm. Nhưng mà một lần nữa mình lại dơ cả hai đáp án là như thế nào đây ạ? Người lớn không chọn, người lớn lấy tất.
No comment. Tiếp theo câu cuối cùng, để xem số lượng câu trả lời đúng của chúng ta có tăng lên hay không nha. Thiết kế nhỏ gọn hay màu sắc trendy? 3, 2, 1, hết giờ. Không đổi nha. Rồi, màu sắc trendy, lúc nãy thì Dương cũng có, anh Dương có nhấn mạnh rất là nhiều rồi đúng không nào? Chúng ta cũng hiểu một trong những cái tiêu chí mà anh Dương lựa chọn Janet là như thế. Nhưng mà bây giờ chú Ninh ơi, sao đáp án này mình lại không chọn trùng với nhau nhỉ? Được, cho mình đổi đúng không ạ? Không, cơ hội chỉ có một lần, như vậy là chúng ta có mấy câu trả lời đúng ạ? Mấy câu trả lời sai? Thôi, như vậy là game sau phải nỗ lực nhiều hơn, chứ kết quả này là không đáng kỳ vọng đúng không nào? Game sau với sự hỗ trợ của các nhân viên công ty chúng ta như thế nào? Rồi, bây giờ game sau sẽ là một game đồng đội. Tuy nhiên, trước khi mà chúng ta chọn các thành viên trong đội và bắt đầu chơi thì mình sẽ có một thử thách nữa để xem đội nào sẽ là đội được quyền chọn thứ tự chơi trước sau, đội nào sẽ là đội được lựa chọn thành viên trước. Bây giờ thử thách của hai bạn sẽ là Ninh, chúng ta sẽ pose 3 tấm hình cùng với Randy. Còn Dương, mình sẽ pose 3 dáng với chiếc xe Yamaha Genus. Rồi, và người chấm điểm ở đây một lần nữa rất công bằng, đến từ các vị khách mời cũng như là đến từ các nhân viên trong công ty. Rồi, ai trước đây ạ? Mình lần lượt ạ. Ôi, chuẩn bị kỹ quá. Chúng ta mời ai pose đáng trước đây ạ? Sẽ luôn luôn là Ninh nhỉ? Ok. Rồi, bây giờ thì Dương ơi, mình sẽ sang bên này để xem chú Ninh pose dáng như thế nào. Có máy ảnh đây, tất cả các máy ảnh follow ạ. Đây, khoảnh khắc này tất cả các nhiếp ảnh gia chúng ta hoạt động hết công suất. Nào, chuẩn bị 3 dáng, 1, xin mời. Vẫn 2, wow. Chờ chút. Dáng cuối cùng này phải đặc biệt lên như thế, đặc biệt lên nữa nhá. Và dáng cuối cùng, xin mời. Thank you. Cảm ơn chú. Bây giờ thì có một cái lưu ý mà xin được nhắc cho người chơi sau. Đấy là mình cần phải tập trung hơn ở ống kính để có những tấm hình đẹp hơn. Chỉ có mách một cái tip như vậy thôi. Bây giờ 3 dáng dành cho Nguyễn Tùng Dương, xin mời. Rồi, mình sang bên này. 1. Wow. 2. Slay quá. Và mình giữ nguyên vài giây nhá. Đây là dáng thứ 2 này. Dáng cuối cùng. Thôi, chắc là không phải công bố kết quả ha. Không cần công bố kết quả ha. Rồi, bây giờ thì dáng đấy đến mình còn lịm chưa nói gì các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ Dương ơi, bây giờ bạn sẽ lựa chọn mình thi thứ mấy? Một trong hai, thi đầu hay thi sau? Mình chọn thi sau đi, để xem đối thủ như thế nào đã. Ok, thi sau. Vậy thì bây giờ xin mời cả hai bạn, chúng ta sẽ xuống chọn cho mình bốn thành viên. Rồi, bốn thành viên trong một team. Bốn thành viên trong một team. Một team chỉ có 4 người thôi. Ok. Rồi, 3, 2, 1, xin mời lựa chọn giúp chúng tôi 3 thành viên. Dắt tay 3 thành viên lên nha. Cả đội trưởng là 4. Mình chọn trước đúng không? Mình chọn trước đúng không? Cả hai cùng chọn luôn. À, ok. Cả hai. Nào. Xem đội nào hoàn thành sớm lên trước nào. Chắc là trước tiên thì mình sẽ chọn người xinh nhất ngày hôm nay. Em xin phép nhường là chị xinh thứ nhì, còn người xinh nhất ngày hôm nay là Bảo Ngọc.
Mong là Bảo Ngọc về team mình là sẽ là một team rất là mạnh. Ok, your turn. Xuống tận nơi đi, xuống tận nơi, dắt tay, cầm mình, tay đưa lên luôn. Cho mình xin phép một chút người nhà, đó là cháu Nhím của mình lên chơi cùng được không ạ? Nhím ơi, Nhím ơi. Ok, bạn lên. Ok, tiếp theo nha. Mình sẽ okay, chọn lên, một lên, bạn lên, ở lên, đây, lên. Cho bạn này đi. Bạn bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Đây, 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 bạn này. Đó. Bạn ở góc này đi ha. Ok, mình okay, sẽ okay, chọn bạn ở lên bên nha. Kia nữa. Ok. Ok. Mình sẽ chọn một bạn ở đây nha, bạn áo đỏ này đi. Bạn áo đỏ này, đây bạn này, bạn áo đỏ. Một đội đầu hai này. Ôi sao thành viên bên đội Dương lại cứ sang hết bên đội Ninh. Một bạn nữa ở đây, bạn Nam này đi. Đâu bạn Nam này, bạn Nam. Bạn Nam này. Bạn Nam. Ok, đủ 4 người rồi ạ. Chú đủ 4 người rồi. 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ như vậy là đội của Ninh sẽ thi trước đúng không ạ? Team mình bên này. Nếu mà được mình rất muốn chọn thêm nhưng mà luật chơi không, chỉ được chọn 4 người thôi. Mình đừng chọn hết, có những trường hợp mình không thể chọn hết được. Rồi xin phép được mời như vậy là các thành viên của đội Dương đâu ạ? Chọn dư rồi, mình chỉ có tất cả 4 người thôi. 4 là còn gì? Cả nhóm trưởng, cả đội trưởng. Tới đây cũng thế là 1, 2, 3, 4, thôi không sao, này. Không càng đông càng vui được ạ. Bây giờ okay. Đội của Dương sẽ thi sau. Vậy thì xin được mời các thành viên trong đội của Dương mình có thể đứng gọn sang phía bên này để xem đội thi trước thi thế nào nha. Rồi, luật thi sẽ được phổ biến ngay sau đây. Và kính thưa quý vị, các thành viên lưu ý này, chúng ta sẽ là những ban giám khảo. Chúng tôi sẽ có tất cả là 8 keyword được đưa ra để cho các đội chúng ta đoán. Và nhiệm vụ của đội trưởng đó chính là người cuối cùng đoán keyword. Các thành viên chúng ta sẽ xếp hàng theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5. Và chúng ta sẽ nhận lần lượt từng keyword mà ban tổ chức đưa ra. Và mỗi keyword đó chúng ta sẽ có, Ninh lưu ý, chúng ta sẽ có 3 cơ hội trả lời. Nếu như trong 3 lần trả lời đó bạn trả lời sai, chúng ta sẽ bỏ qua keyword đó và đến với keyword tiếp theo. Không đúng, 3 lần loại luôn nha. Và cuối chương trình chúng ta sẽ xem là đội của Ninh có nhiều đáp án chính xác hơn hay đội của Dương có nhiều đáp án chính xác hơn. Rồi, như vậy là các đội trưởng chúng ta đều đã có ý kiến này. Tự nhiên thấy game này hơi khó với cháu Nhím. Nhím ơi, Nhím ơi, con mong ước được một lần lên sân khấu thì cậu đã cho con rồi, nhưng mà game này hơi khó. Mình chào mọi người, xin giấy cậu. Chào mọi người nào. Thì mọi người cho cháu Sĩ một lần được không ạ? Cháu tên là gì nhỉ? Rồi vậy là bây giờ Nhím có ở đây không? Thôi Nhím ở nhá. Nhím okay, ơi, okay. Bây giờ con về chọn một người khác lên luôn này. Nhím sẽ được quyền chọn. Thôi bây giờ là con sẽ chọn, con sẽ là người chọn. Đây, 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 chọn rồi, chú chọn rồi. Nhanh chóng nào, nhanh chóng nào. Nhím ơi, Nhím ơi, nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Nhanh nào, con thấy ai đẹp trai xinh gái nhất con chọn cho cậu nào. Đây, 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 lên, 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 lên. Rồi, cảm ơn Nhím rất nhiều. Bây giờ con sẽ trở về với vị trí của ban giám khảo. Nào, mẹ đâu, mẹ đâu. Xin được chào mừng thành viên tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ đứng ở các vị trí như sau. Đội trưởng mình đứng ở góc bên này. Và okay, các thành viên chúng ta sẽ đứng thành một hàng dọc ở phía bên này. Đây ạ, mình đứng chéo một chút như thế này. Mình đứng chéo một chút đi ạ. Mình đứng chéo một chút. No no. Mình đứng ở đây đội trưởng rồi ạ. Tiếp theo mình sẽ đứng chéo một chút như thế này. Rồi. Mình tách đội trưởng ra một xíu đi. Lùi lại với nhau nào. Và bây giờ thì cả ba bạn thân mến, cả bốn bạn thì đúng hơn, chúng ta sẽ cùng quay lại đây. Quay lại với Minh Thu. No, đội trưởng quay về hướng đấy, chỉ có bốn bạn đây thôi. Xin được mời ạ. Chỉ dơ riêng cho các bạn thôi. Rồi, keyword đầu tiên, được chưa ạ? Là của keyword đầu tiên trước nha. Rồi bây giờ mình quay lại nào. Mình quay lại, mình được phép nói biểu cảm bằng hành động. Tuy nhiên không được nói ra keyword. Nếu dính từ nào trong keyword, mình loại luôn. Ok không ạ?
Dùng mic nào, mình dùng mic nào. Mình dùng mic đi ạ. Không cần mic. Wow. Được phép nói, được phép miêu tả, không chỉ cần không nói đến cái dáng là được. Chú ấy, cái dáng ấy. Tên á? Cái dáng ấy. Tên là gì? Một người một thôi, một người một. Jessica. Từng thành viên một. Chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ. Họ của chú. Jessica Bùi. Và thưa quý vị, đó chính là từ khóa chính xác rất nhanh chóng. Xin được đổi thành viên tiếp theo. Thành viên tiếp theo, chúng ta sẽ xem từ khóa thứ hai nào. Rồi, khó nhớ đây này. Khó nhớ đây này. Không được nhắc bài nhá. Rồi, 3, 2, 1, hết giờ, xin mời. Thành viên tiếp theo. Anh Dương. Rồi ạ, xin mời chú quay lại ạ. Mình được phép nói, chỉ cần không dính keyword là được. Rồi chú Ninh ơi, mình quay lại đi, mình quay lại đi. Vẻ đẹp của anh Dương ạ. Không một mỹ từ nào giả được á. Ngôi sao. Vẻ đẹp của anh Dương, ngôi sao. Tỏa sáng. Nhiều. Rồi ạ. Chúng ta sẽ có 10 giây cho một lần thôi nha, giới hạn thời gian nha. Rồi câu của chúng ta rất dài. Ánh Dương tỏa sáng. Chưa chính xác. 10, 9. Vẻ đẹp làm sao? 3, 2, 1. Vẻ đẹp rực rỡ. Có đứng được. No, chưa. Rồi, mình lựa chọn tiếp tục với từ khóa này hay sẽ đẩy sang từ khóa khác đây ạ? Rồi, chúng ta đổi từ khóa tiếp theo nha. Như vậy từ khóa này. Mọi người cho mình xin một tràng pháo tay được không ạ? Đoạn này là rất dễ đây này. Rồi, tiếp theo 10 giây để miêu tả và đoán. Bắt đầu. Chú Ninh ơi, mình quay lại đi. 10 giây. Nói ạ, dùng mic. Nếu nói phải dùng mic. 9. Chú bắt anh Dương 8, đóng cúc áo á. 7. Chú như nào ấy nhỉ? Chú như nào? Trời ơi, hay quá, chính xác quý vị ơi. Rồi, tiếp tục đổi vòng tiếp theo. Rồi, tiếp theo. Nhìn được chưa? Mình nhìn được rồi đúng không ạ? Rồi, xin cảm ơn. Tiếp theo, 10 giây, bắt đầu, xin mời chú Ninh quay lại ạ. Nói vào mic. Cốc to. Chưa cốc đúng. Cốc to, à, cốc rộng. Thiếu. Thiếu một chữ cốc nữa. Rất rộng. No, không. Ủa phải cốc rất rộng. Cốc siêu rộng. Chính xác, tuyệt vời. Mang ra trực tiếp bên kia. Rồi, như vậy là chúng ta đã đoán thành công được những keyword đưa ra. Và như vậy là có một từ chúng ta bị bỏ qua. Chỉ có một đáp án bị nhỡ thôi. Một tràng pháo tay thật lớn cho đội. Đội của chú Ninh, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Vỗ tay nhỏ thế. Rồi bây giờ đội mình sẽ về vị... Mình sẽ về vị trí phía bên này. Và mình sẽ chờ xem đội của Dương thi thế nào nha. Và xin mời ạ, đội của Dương chúng ta sẽ xếp hàng sang vị trí bên này. Ok. Đội trưởng là... sẽ đứng ở bên. À ok, ngược lại đúng phía không? Phía Yamagenus okay, sẽ okay. Là. Rồi rất nhanh chóng nha. Bây giờ xin được mời giúp chúng tôi từ khóa đầu tiên lại gần hơn để bạn ấy có thể nhìn thấy. Khó quá đổi. Rồi, 10 giây bắt đầu. 10. Tên khác của anh ạ. Hả? Tên khác của anh. Tên 9. Khác à? Tên khác là gì? Hiểu tên quá. Tên gì nhỉ? Biệt danh. Biệt danh này hiền hay là biệt danh này gớm? 5. 4. 3. Đại ca số 1 à? 2. Anh Âm. Âm mưu ơi. Rồi, tuyệt vời. Okay. Âm mưu ơi. Rồi, tiếp theo keyword thứ hai của chúng ta. Nhiều tên quá, không biết tên nào. Rồi, đoạn này khó hơn đây này. Khó à? Nhưng mà lần này sẽ được sự trợ giúp rất đắc lực. Ngọc phải giúp được anh này. Mình sẽ không nói đến tên của keyword, đúng không ạ? Tỏa sáng. Tỏa sáng. Ngôi sao. Ngôi sao. Ngôi sao thì như thế nào? Ngôi sao thì... Ngôi sao hình năm cánh. Ngôi sao thì lấp lánh. Khác. Tinh anh. Wow. Tinh anh. Chúng tủ của Bảo Ngọc rồi. Tinh anh. Rồi IELTS 9.8 hỗ trợ nào. Bóng rất là shining. 5, shining. 4, phong cách.
kiểu có gu quá, có gu quá. Ba. Có gu gọi hai. Là gì? Mặc đồ phải có ai làm stylist. Đúng. Thì nó là gì? Shining. Shining style. Gu của anh. Cái từ ám chỉ là của anh là gì? Rồi, 5. Lần cuối đếm, 4. Có 2 chữ 3, rồi, shine. Shine. 2. Từ ở giữa là gì? 1. Shine your style. Mình cần phải cố gắng hơn. Tiếp tục từ khóa tiếp theo ạ. Mình sẽ còn 2 từ khóa cuối cùng nữa nào. Rồi. Ôi, lại còn chơi cả tiếng Anh. Rồi, quay lại ạ. Chúng ta có 10 giây. 10. 9. Cái từ hồi nãy anh dùng để miêu tả chiếc Janus. Trendy. Rồi, Janus có cái gì trendy? Cái gì? Màu sắc trendy. Đúng rồi. Wow. Như vậy là quá thành công rồi. Có vẻ như phần thử thách này cũng không đơn giản lắm. Và khó quá. Và như vậy là sau một thời gian rất ngắn thì cả hai đội của chúng ta đã rất xuất sắc hoàn thành được thử thách của mình. Xin được cảm ơn cả hai đội. Và ngay bây giờ sẽ là phần quà dành tặng cho các bạn. Và chúng ta sẽ cùng lên sân khấu để nhận quà. Phần quà này. Lớn lên. Rồi. Rồi, vào ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã được chào đón rất nhiều